Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố hứa tổ chức công bố các quy định về công tác cán bộ. Phó hướng Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố hướng Lê Trung Trinh dự và trao quyết định. Theo các quyết định được công bố, Phó hướng Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu, Nguyễn Trang Huy thôi giữ chức Phó hướng Bí thư Quận ủy, giới thiệu để Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố hướng điều động đến nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố. Hướng. Bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở, chỉ định Phó hướng Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Thanh Hòa giữ chức Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó hướng Bí thư Quận ủy Liên Chiểu nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu để Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố luân chuyển bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu. Phó hướng Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hướng chúc mừng ông Nguyễn Trang Huy và ông Hoàng Thanh Hòa được tiếng nhiệm giao giữ trọng trách mới đến cao năng lực công tác và cống đóng góp trong thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị cả hai tiếp tục phát huy năng lực sở trường công tác, không cần sàng luyện, phát huy trọn kế tại đơn vị mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.